thân mến, hãy cùng trở lại với chương trình Giọng Hát Việt. Và đây là đêm công bố kết quả thứ hai, kết quả của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Và trên tay Phan Anh đã là kết quả. Vừa rồi thì chúng ta khi trò chuyện với các vị huấn luyện viên thì anh Đàm Hưng có nói là anh bị mất ngủ đúng không ạ? Thế nên tôi sẽ ưu tiên công bố kết quả của đội Đàm Vĩnh Hưng trước. Nhưng trước tiên bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại hình ảnh của đội Đàm Vĩnh Hưng trong một tuần vừa qua, xin mời. Xin chào các bạn, hiện tại thì Luân đang đứng tại phòng trà Da Vàng, một phòng trà rất là đẹp và nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, để chuẩn bị một đêm nhạc sắp tới với tư cách là một thí sinh của đội của anh Đào Vĩnh Hưng. Tại vì trước giờ mình chưa có diễn ở những cái không gian như thế này thì mình không biết là liệu cái cách diễn cũng như là lối hát của mình có phù hợp với lại phần đông khán giả hay không. Những giọng ca phải đạt ở mức độ chuẩn như thế nào mới vào phòng trà được. Vì nơi đó khán giả vô cùng khắt khe và cái lựa chọn của họ nó cũng vô cùng chuẩn mực. Mình đã quyết định chọn phải đưa đội của mình có mặt ở những nơi như thế để thử sức mình để bước vào những cái vòng kế tiếp mỗi một ngày chắc chắn hơn, vững mạnh hơn, ngon lành hơn. Những cái buổi anh cố gắng sắp xếp cho mọi người khác, cái tâm lý là không vững, mà rất nhỏ cần phải luyện tiếng đeo hoặc sáu tiếng cái gì mình có một tiếng nhưng mà với những cái sân khấu như thế này thì Nghi cảm thấy hơi hồi hộp một tí xíu, bởi vì khán giả ở đây cái nhu cầu nghe nó cũng khác hơn những cái quán cà phê nhỏ nhỏ mà Nghi từng hát. Khi mà nhìn thấy anh Hưng biểu diễn trên sân khấu, thật sự là Nghi muốn lao ra Nghi diễn ngay, rất là chuyên nghiệp. Bảy thí sinh của anh Hưng, mỗi thí sinh đều có một cái giọng hát đặc biệt và mang một sắc thái riêng. Tất cả khán giả hôm nay ở trong phòng trà đều cảm thấy xứng đáng được anh Hưng chọn. Cái kết quả của mình huấn luyện, mình đưa ra ngoài sân khấu được cả mọi người đón nhận, nhớ tên, Hưng vui trong lòng lắm, hạnh phúc lắm. Em hát hết bài hát, khán giả đón nhận và động viên bằng những tràng pháo tay còn to hơn cả khi mà bản thân Hưng hát nữa, điều đó hãnh diện vô cùng. Xin cảm ơn những ngày tháng khó khăn, những gian nan, những thử thách như này để chúng ta ngày càng trưởng thành hơn, cống hiến phục vụ cho công chúng khắp nơi. Những hình ảnh của đội Đàm Vĩnh Hưng và càng gắn bó với nhau càng có nhiều cảm xúc thì quyết định chia tay lại càng khó khăn. Thưa anh Đàm Vĩnh Hưng, anh hãy nói đôi lời với cả 7 thí sinh của mình trước khi tôi công bố kết quả, sự lựa chọn của khán giả. Tất cả những gì tôi cần nói là chúng ta đã nói với nhau quá nhiều ngày, quá nhiều giờ và quá nhiều lần. Và tôi tin chắc rằng những chiến binh của tôi hiện giờ tinh thần của họ vững vàng và thép hơn bao giờ hết, dù cho hoàn cảnh nào có diễn ra. Đúng không các em? Xin cảm ơn huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Và hỡi những tinh thần thép của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, hãy đến với kết quả bình chọn của quý vị khán giả. Thưa quý vị, hai thí sinh có sự ủng hộ lớn nhất của quý vị khán giả sẽ đi tiếp. Và đầu tiên, xin chúc mừng thí sinh nhận được 26,93% số phiếu bình chọn. Đó chính là Vũ Thanh Hằng. Xin chúc mừng.
Hằng, mã số bình chọn 18 với 26,93%. Chúc mừng Vũ Thanh Hằng. Và đứng thứ hai với tỷ lệ bình chọn 17,92%, đó là thí sinh có mã số bình chọn 15, Phan Ngọc Luân. Xin chúc mừng hai bạn. Và chúng ta sẽ đến với hai cái tên tiếp theo, hai cái tên do chính huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn. Xin mời anh. Các em thân yêu, thưa quý vị, tôi hạnh diện khi mà nghe quý vị gọi tên thí sinh của mình, rất hạnh diện và rất sung sướng. Cảm ơn sự ưu ái đó từ các bạn và các em rất là nhiều. Và tôi sẽ không làm mất thời giờ của bất kỳ ai trong chúng ta đang ngồi ở đây, cũng như nếu quý vị đang theo dõi trên TV ở nhà. Quý vị biết, đã vào tới vòng này thì ai cũng có khả năng nhất định và ai cũng hát hay cả. Mỗi một người sẽ nhịn hơn nhau một tí xíu. Và người đầu tiên tôi chọn sẽ đi cùng với tôi, Cánh Đồng Hoa Lan. Xin chúc mừng Đồng Lan. Đồng Lan là thí sinh mang mã số bình chọn 20 và cô cũng nhận được sự ủng hộ rất cao của quý vị khán giả, 17,43%. Xin mời sự lựa chọn tiếp theo của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, tôi nghe rồi, tôi nghe hết và tôi đang hạnh phúc bởi tiếng kêu gọi các bạn. Người tiếp tục cùng tôi chinh phạt những vùng đất mới, Trọng Khương. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Trọng Khương, mã số bình chọn 19 và tỷ lệ ủng hộ của quý vị khán giả dành cho Trọng Khương là 11,46%. Như vậy chúng ta biết được 4 thí sinh đi tiếp với sự lựa chọn của khán giả và sự lựa chọn của huấn luyện viên. Xin chúc mừng các bạn, mời các bạn trở lại phòng truyền thông. Khương, các em. Quay lại. Nhanh lên. Chúc mừng các bạn, một lần nữa xin mời 4 thí sinh chiến thắng mời các bạn trở về phòng truyền thông. Mời các bạn. Còn lại 3 thí sinh Dũng Hà, Xuân Nghi và Quỳnh Trang. Các bạn đều biết rằng các bạn còn một cơ hội để thuyết phục huấn luyện viên của mình. Hãy cố gắng hết sức mình và chúc các bạn may mắn. Thưa quý vị khán giả, 3 thí sinh còn lại còn một cơ hội duy nhất. Một lát nữa thôi, họ sẽ hát trên sân khấu này ca khúc mình yêu thích, ca khúc mà mình tin rằng sẽ thuyết phục được huấn luyện viên. Và chúng tôi cũng xin được công bố tỷ lệ bình chọn dành cho các thí sinh còn lại. Đứng ở vị trí thứ tư đó là Lê Phạm Xuân Nghi, mã số bình chọn 21 với tỷ lệ là 17,19%. Và Phạm Dũng Hà ở vị trí thứ sáu
tỷ lệ bình chọn là 5,42%. Và vị trí thứ 7 là Nguyễn Quỳnh Trang, 3,65%. Đó là tỷ lệ bình chọn của quý vị khán giả dành cho các thí sinh của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Và trong khi chúng ta cho các thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng đôi chút thời gian để chuẩn bị, xin mời quý vị cùng đến với một phần trình diễn sự trở lại của những giọng hát đã từng là thí sinh của chương trình. Xin giới thiệu Đức Quang và Diễm Mê.